Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Giáp Nguyễn. Mình rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt váy đôi dành cho mẹ và bé kiểu váy ôm A. Xẻ hai bên sườn nhé, tay dài này, có túi phần trước ngực này và có mũ nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt váy cho mẹ trước. Các bạn cắt thân sau giúp mình trước nhé. Số đo của mình này: dài váy 100, rộng vai 38, dài tay 50, to tay 28 và 16, vòng ngực 89, vòng bụng 79 và vòng mông 92 nhé. Dài váy 100 các bạn cộng giúp mình 3 phân rưỡi đến 4 phân cho mình. Là dài váy 104 nhé. Dài váy giúp mình là 104 này. Các bạn lấy luôn đường ngang gấu giúp mình nhé. Ngang cổ bạn lấy 9 phân cho mình. Hạ cổ lấy cho mình 2 phân rưỡi, các bạn đánh vào đây. Hạ xuôi vai giúp mình 3 phân rưỡi nhé. Rộng vai của mình 38 này, các bạn chia 2 là bằng 19 nhé. 19 các bạn trừ 1 phân cho mình là bằng 18 này. Sau đó các bạn nối lên đường ngang cổ giúp mình luôn. Vòng ngực của mình là 89, các bạn chia cho 4 thì bằng 22. 22 các bạn trừ 1 phân rưỡi. Còn 20,5, hạ eo giúp mình 35. Và hạ mông giúp mình 56 nhé. Các bạn gióng xong ở đây cũng thế cho mình. 20,5 này, 36 và 56 nhé. Sau đó lối giúp mình đường ngang ngực này, ngang eo này và ngang mông giúp mình nhé. Vòng mông của mình là 92, chia cho 4 thì bằng 23 nhé. 23 các bạn lấy giúp mình 25. Eo của mình là 79, chia cho 4 thì bằng 20. Vòng ngực của mình là 88, chia cho 4 thì bằng 22 nhé. Sau đó các bạn nối giúp mình từ đường ngang ngực xuống đường ngang eo này. Từ đường ngang eo xuống đường ngang mông cho mình nhé. Và từ ngang mông đến ngang ống giúp mình. Cái phần mông này các bạn dùng đầu vát của thước này đánh vào đây giúp mình. Còn phần eo các bạn đánh vào cho mình 5 đến 7 ly nhé. Tính giúp mình đường hạ ngực này. Vòng ngực của mình 88 nhân với 2 bằng 17. 17 các bạn trừ 1 phân cho mình thì gần bằng 16 nhé. Sau đó các bạn nối giúp mình từ đường ngang vai xuống đường hạ ngực này. Chia đôi cái đường hạ ngực này ra được đường chéo này. Các bạn đường chéo cũng chia đôi này, ta lấy bằng 1/2. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của váy nhé. Các bạn cắt giúp mình theo đường phấn này. Cái phần gấu này nhá, các bạn xẻ giúp mình 15 phân, cộng với 4 phân đường may là 19 nhé. Và các bạn để giúp mình ra dư 1 phân thôi nhé. Phần gấu các bạn cắt lên 1 phân cho mình. Đó là xẻ nhé, xẻ ở phần vạt nhé. Giờ mình đi cắt sang thân trước của váy này. Các bạn cắt sang thân trước của váy giúp mình. Kẻ giúp mình một đường thẳng này. Dài váy của mình cũng bằng 104 bằng thân sau nhé. Hạ cổ giúp mình 10 phân. Ngang cổ vẫn để giúp mình 9 phân bằng thân sau này. Nối vào đây giúp mình. Nối từ đường ngang cổ này xuống đường hạ cổ này. Đường chéo này các bạn lấy vào 1/2 cho mình. Hạ xuôi vai giúp mình 4 phân.
Rộng vai của mình là 38 cho 2 bằng 19, các bạn trừ 1 phân cho mình bằng 18 là bằng với thân sau này. Sau đó các bạn nối lên đường ngang cổ để giúp mình. Hạ ngực cho mình vẫn là 20,5 bằng thân sau. Hạ eo 36 này. Hạ mông giúp mình 56 này. Các bạn đóng xong bên đây cho mình cũng như thế này. Sau đó các bạn nối giúp mình đường ngang ngực, đường ngang eo và đường ngang mông giúp mình nhé. Vòng ngực của mình 88 chia cho 4 thì vẫn bằng 22 này, bằng thân sau này. Vòng eo của mình 79 chia cho 4 thì bằng 20 các bạn. Mấy 20 giúp mình này. Vòng mông của mình 92 chia cho 4 thì bằng 23. Các bạn lấy 25 phân giúp mình nhé. Sau đó các bạn nối giúp mình từ đường ngang mông xuống đường ngang eo này, từ ngang eo lên ngang ngực giúp mình. Cái đường sườn các bạn đánh ra giúp mình 1 phân. Tính giúp mình đường hạ ngực nhé. Vòng ngực của mình là 88 nhân với 2 bằng 17, 17 các bạn trừ 2 phân cho mình thì còn bằng 15. Sau đó các bạn nối giúp mình từ đường ngang vai xuống đường ngang ngực này. Chia đôi cái đường hạ ngực này ra. Đường chéo là các bạn chia đôi tiếp này, các được lấy vào 1/2. Các bạn tính giúp mình đường ngang gấu này nhé. Phần gấu của mình cũng 25 này bằng thân sau này. Sau đó các bạn nối giúp mình từ ngang gấu này lên ngang mông cho mình. Phần mông này các bạn dùng đầu vát có thước này đánh vào cho mình 1 phân. Phần gấu này các bạn lên cho mình 1 phân nhé. Còn phần này của mình vẫn là 18 phân này bằng thân sau nhé. Về là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước của áo. Các bạn cắt giúp mình theo đường phấn này nhé. Để cắt cái đường phấn đi ra cho mình 1 phân. Các bạn sang dấu đường túi cho mình này. Từ cái điểm ngang mông này nhá. Các bạn lấy ý giúp mình này. Từ cái phần ngang mông này, các bạn kẻ lên này. Để mình lấy đường túi nhá. Phần túi các bạn cứ lấy cho mình dài túi 20 đi. 20 đến 22 nhá. Mình lấy 20 phân. Các bạn kẻ vào đây. Phân gấp thân trước cho mình. Để mình sang dấu giữa nhé. Sang dấu giữa cho mình cái đường. Để tí mình may túi này thì nó mới chuẩn được này. Dài túi các bạn lấy giúp mình 24 phân. Cái phần đáy mũ các bạn lấy cho mình 20 phân nhá. Phần miệng mũ các bạn lấy giúp mình 10 phân thôi. Cái này các bạn nối lên trên này. Để cho mình 7 phân. 7 phân, 8 phân hoặc 9 phân là tùy các bạn nhá. Mình sẽ lấy 9 phân này. Các bạn kẻ vuông góc cái đường này xuống này. Nối ra đây. Đánh cong đi cho mình. Cái phần túi là các bạn đánh vào cho mình 1 phân nó đẹp hơn nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong túi áo, các bạn cắt giúp mình. Dài tay của mình 50, các bạn cộng giúp mình 3 phân rưỡi nhé. Dài tay của mình là 53,5. Cửa tay của mình là 16 nhé các bạn, để giúp mình 9 phân đến 9 phân rưỡi. Mình để 9 phân thôi.
Hà mang giúp mình 13 phân nhé. Vòng ngực của mình là 89, chia cho 4 thì bằng 22. 22 mà hạ lách của mình là bằng 20,5. 20,5 các bạn trừ 3 phân. Rộng ngang tay các bạn đấy giúp mình 17 phân rưỡi. Sau đó các bạn nối giúp mình lên đầu tay này nhé. Bạn chéo các bạn chia 3 lấy vào 1 phần. Sau đó lối từ đường rộng ngang tay này xuống đường cửa tay này cho mình. Cho tay của bác này là 28, các bạn chia cho 2 là bằng 14 nhé. Các bạn lấy 15 thôi. Cái vải dạ của mình nó giãn mặc ôm nó đẹp hơn nhé. Bạn nào mà vải không giãn các bạn phải cộng vào nhé. Vậy là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong tay áo. Các bạn cắt giúp mình theo đường phấn này nhé. Đặt tay áo lên các bạn cắt cho mình tay này nhé. Cắt xong tay áo là các bạn bấm giữa đầu tay cho mình nhé. Gấp hai mặt trái của tay áo với nhau này. Cắt mang tay giúp mình 7 ly đến 1 phân nhé. Sau đó đánh dấu vào mặt trái cho mình. Các bạn cắt mũ áo giúp mình nhé. Để cắt mũ áo này, các bạn lấy thân trước và thân sau lên để mình đo nhé. Đo giúp mình trừ giúp mình đường may nhé. Cổ sau của mình là 10 rưỡi này. Cổ trước của mình là 14 nhé. Là 24,5 này. 24,5. Các bạn cộng giúp mình 2 phân rưỡi của phần miệng mũ này. 7 ly của phần đường may. Tính là 3 phân rưỡi đi, 3 phân rưỡi với lại 24,5 là 27,5 nhé. Các bạn vẽ cho mình 27,5. Dài mũ các bạn lấy giúp mình 36 phân. Các bạn nối ra đây nhé. Cái phần đầu mũ này các bạn vào mình 8 phân. Phần dưới các bạn vào 8 phân. Kẻ đây cho mình để mình đánh phần đầu mũ này. Các bạn đánh vào đây cho mình. Cái phần gáy mũ nhé, các bạn lên giúp mình 3 phân. Lối ra đây cho mình. Thành phẩm cái này của mình là 27,5 cả đường may nhé. Các bạn đánh vào đây. Vậy là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong mũ áo nhé. Các bạn cắt cho mình theo đường phấn nào. Rời cái phần miệng mũ ra cho mình. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cắt xong váy ôm A xẻ hai bên sườn, dài tay có mũ của nữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt thành công. Chào các bạn.